một số hình ảnh cực kỳ đẹp mắt mà 24 giờ Sport muốn gửi tới quý vị và các bạn. Ở video này thì 24 giờ Sport gửi tới quý anh chị và các bạn hai video, hai trận thi đấu vật nữ. Trận thi đấu thứ nhất ở hạng 55 kg và trận thi đấu thứ hai là trận thi đấu ở hạng 50 kg. Các trận thi đấu vật nữ trong khuôn khổ giải vật cổ điển, vật tự do vô địch quốc gia 2024. Các trận thi đấu diễn ra tại nhà thi đấu Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định. Tiếp theo trận thi đấu số 8, hạng cân 55 kg, giữa hai vận động viên Vũ Lan Phương, đơn vị Công an Nhân dân trang phục đỏ, cặp vận động viên Hà Anh Thư, đơn vị Thanh Hóa trang phục xanh. Sau trận thi đấu này, mời hai vận động viên Lê Thị Hồng, đơn vị Thanh Hóa, và Hoàng Thị Anh Thơ, đơn vị Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng hướng lên thảm đấu để theo dõi trận thi đấu đầu tiên, trận thi đấu ở hạng 55 kg giữa Nguyễn Lan Phương của Công an Nhân dân và Hà Anh Thư của tuyển Thanh Hóa. Xin lỗi quý vị các bạn, là Vũ Thị Lan Phương. Như vậy là với mái tóc tém thì chúng ta có thể quan sát thấy Vũ Lan Phương Công an Nhân dân trông rất khác với ở các mùa giải trước đây. Đây đều là hai vận động viên ở lứa trẻ. Lứa trẻ theo như thể lệ thi đấu của Liên đoàn vật Việt Nam thì các em ở độ tuổi trên 17 và dưới 21 thì chúng ta gọi chung là lứa trẻ. Với một mái tóc tém rất lạ, rất khỏe khoắn của Vũ Lan Phương Công an dân trang phục đỏ. Cho có lẽ đây lần đầu tiên thì Vũ Lan Phương Công an dân thay đổi mái tóc của mình, một miếng quấn, một miếng quấn chưa được. Như vậy là đã có những điểm số đầu tiên cho Vũ Lan Phương của Công an dân ở trận đấu này, liên tục là những miếng quấn bò khá hay. À thì anh Thư trang phục xanh cũng là một vận động viên ở lứa trẻ của đội tuyển vật nữ Thanh Hóa, một vận động viên rất tiềm năng, rất tài năng của tuyển Thanh Hóa ở thời điểm hiện nay. Trọng tài thảm đã có những giải thích với tổ trọng tài bàn. Như vậy là trọng tài bàn ở trận đấu này là trọng tài Nguyễn Thị Hiền của Sở Thể dục Thao tỉnh Bắc Ninh. Các trận đấu diễn ra tại thảm đấu nhà thi đấu Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định, nhà thi đấu cũ sát với chảo lửa sân vận động bóng đá Thiên Trường. Đây là một chảo lửa của Nam Định, liên tục là những đòn đánh khá vô hại của hot girl Hà Thị Anh Thư. Hà Thị Anh Thư có thể hình tốt hơn so với Vũ Lan Phương, một pha tì đè cực kỳ đẳng cấp của Vũ Lan Phương. Như vậy là Vũ Lan Phương Công an Nhân dân đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Hà Thị Anh Thư của Thanh Hóa. Có thể hình tốt hơn nhưng rốt cuộc thì cuối cùng Hà Thị Anh Thư đã bại trận trước Vũ Lan Phương trang phục đỏ Công an Nhân dân. Và tiếp theo là trận thi đấu ở hạng 50 kg giữa Trương Thị Loan, hot girl trẻ đẹp của tuyển vật nữ Thanh Hóa, và Nguyễn Thị Huyền của Hà Nam. Ở hạng 50 kg này có rất nhiều các vận động viên trẻ tài năng và đình đám của làng vật Việt Nam hiện nay, như nữ đô xinh đẹp mang tên một loài sâm Đỗ Ngọc Linh của Bắc Ninh, vừa giành huy chương vàng giải U20 thế giới vật bãi biển, một thành tích vang dội cho làng vật chúng ta. Ngoài ra còn kiện tướng vật nữ Nguyễn Thị Xuân, người đang nắm giữ chiếc huy chương vàng ở hạng 50 kg rất nhiều năm vừa qua. Không chưa kể đến là Vũ Thị Hạnh của Thanh Hóa. Chào mừng quý vị các bạn, là Trương Thị Loan, trang phục đỏ, cặp vận động viên Nguyễn Thị Huyền, đơn vị Hà Nam, trang phục xanh.
sau trận thi đấu có này lẽ đây là lần đầu tiên Trương Thị Loan tham gia một giải thi đấu tầm quốc gia, và vận động viên trang phục xanh là Nguyễn Thị Huyền của Hà Nam. Nguyễn Huyền đã tôi luyện qua rất nhiều các giải như giải trẻ Đông Nam Á, giải trẻ châu Á và rất nhiều các giải trong nước. Nguyễn Thị Huyền cũng là một vận động viên rất tài năng của đội tuyển vật lữ Hà Nam. Ngay lập tức thì Nguyễn Thị Huyền của Hà Nam có những đòn đánh quấn bò, làm gì đây, tiếp tục là những miếng quấn của Nguyễn Thị Huyền. Có lẽ đây sẽ là những một trận đấu rất chóng vánh, phần thắng sẽ thuộc về Nguyễn Thị Huyền của Hà Nam. Với thể hình thể lực tốt hơn, kinh nghiệm thi đấu của Nguyễn Thị Huyền cũng là rất tốt so với đối thủ của mình Trương Thị Loan của Thanh Hóa. Trương Thị Loan có lẽ đây là lần đầu tiên em tham gia một giải đấu quốc gia, một vận động viên trẻ mới trình làng của tuyển vật lữ Thanh Hóa. Như vậy là Nguyễn Thị Huyền đã giành thắng lợi về ưu thế kỹ thuật với cách biệt điểm số là trên 10 điểm. Xin chúc mừng nữ đô trẻ Nguyễn Thị Huyền của Hà Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.